thì xe nó ở bên này. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Sáng nay Phota quay lại quầy bánh mì cách đây khoảng 5-2 năm gì đó. Phota có quay một lần rồi. Lúc đó thì như là cô bán, còn bây giờ là chị gái con của cô thì phải quý vị. Ở đây có một điều đặc biệt quý vị. Ổ bánh mì ở đây to lắm, to dài, mà giá thì cực kỳ bình dân. Đây quý vị đang nhìn thấy khách mua đông lắm. Ở đây là ngay góc đường Duy Tân với lại Tân Tiến này, gần chợ Tân Bình đó. Nếu mà quý vị không biết đường đây thì quý vị đến chợ Tân Bình sau đó quý vị hỏi. Đây bây giờ mình xem chị bán. Nhìn quầy dễ thương quý vị ạ. Trên đây có trà, xíu mại, nem, thịt, pate. Này là ổ bánh mì nhỏ này các bạn. Quá bỏ đi hả chị? Thầy cô rọc ổ bánh mì nghe ngọt sớt luôn quý vị ạ.
thì chà cá luôn, có 10.000. Cái này 10.000 phải không chị? 2 miếng 17.000 đó. À cái này 17.000 hả? Dạ. Một miếng là 10.000, 2 miếng 17. Ở đây và thấy tất cả mọi thứ quý vị hả? Chả cá hay là chả lùa, giò thủ hay là thịt. Tất cả mọi thứ ở đây cô bán chừng nào thì cô mới cắt chừng đó quý vị. Cô không cắt trước. Đây như mình chỉ bán mấy tiếng buổi sáng thôi đúng không cô? Dạ. Dạ. Nhưng mà mình bán chừng nào mình mới cắt chà cắt nem chừng đó hả cô? Dạ không kịp cắt ha. Dạ. Dạ.
Dạ. Thấy ổ bánh mì 30 đã ghê không? Bỏ quá trời topping luôn thì ạ. Ăn ổ bánh mì đó no đến trưa luôn á. Mì chả hả? Mì chả không ớt. Chả không ớt. Mì với cho cá. Cô bán là 12-15 nghìn rồi. Ông đây bà con cô bán là
hên xui luôn anh. Cảm giác buổi sáng ở đây vui quá quý vị. Ừ, giờ bán từ sáng tới giờ con người ta công an nó dí một cái là cái trong nó cũng vắng queo mà. Ủa mà cô ngồi cũng ở trong mà. Trong nó bắt cũng ở trong, còn muốn ở trong thì phải vô tuốt trong nữa. À. Hiểu không chứ không được ngồi ngoài. Mình phải vào ở trong đây nè đúng không? Ừ, đó. Cho hỏi trước chứ mày. Tính sư mà. Một trứng hay hai bé? Hai. Quý vị nào mà ngồi ở đây nè, ngồi ở đây mới cảm nhận được cái hơi nóng cũng như là cái mùi thơm của bánh mì nữa quý vị. Đã lắm. Mới đem ra còn nóng hồi luôn. Trứng xí mại không lấy rau dưa vậy hết. Lấy đủ. Tại vì ở đây là gần trường học á. Nên nóng kiểu. Ở bên đây có một gánh súp nữa nè. Sáng thật là nhộn nhịp. Xưa cô bán là trường bên đây đã có chưa cô? Có lâu rồi, con như vậy là bé nào mà hồi học sinh mà đi học mà ăn cô từ đầu mai mấy năm chắc vừa có con rồi ha, con lớn rồi ha. Nhiều đứa nó học đại học, nó ra trường, nó đi làm được hết rồi, nó cũng ghét ăn mì à. Dạ. Cô với chị gái bán không kịp luôn vậy, bán liên tục. Thank you.
trứng 12, trứng 12 hả con? À, một trứng 9.000 thôi. Cô ấy xong cô làm cho con với nha. Làm gì mà phải không con? Dạ dạ. Anh ở sau đây mua gì nè chị? Khỏi trứng được không? Bò đầy đủ mà khỏi trứng. Đây vậy. Bây giờ cô lấy cho cô tha nè.
cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nha. Dạ con gửi đây nha cô. Quá trời có đất quý vị ạ. Khách đông lắm. Quá trời có đất. 31 đường Tân Tiến, phường 8, quận Tân Bình nha quý vị.